vàng của mẹ, mẹ nhớ thiệt vàng quá trời quá đất luôn. Con cũng nhớ mẹ quá trời luôn á. Mẫn. Dạ. Vậy ăn đi con. Thì chút nữa con ăn mẹ. Ba đâu, ba đâu? Mẹ, cái gì? Công nhận hai đứa con nó đẹp quá mẹ ha. Nhìn tụi nó ngủ như thiên thần luôn ha mẹ ha. Ừ. Mẹ bị gì vậy? Nói em nghe coi. Mẹ dặn như sao gửi mực cho anh. Ừ, có vậy cũng khóc nữa. Sao rồi? Ôi, nè. Mà con đi làm nữa. Trời ơi, bộ người cao không ai nổi. Đi trời ơi, ăn mới có sức dạy con. Con trẻ, do mẹ nó phơi ngon quá. Dạ, để chiều mẹ nó còn ăn nữa nha. Dạ, đi nha. Ừ, ừ. Ê, ê, con biết ráng ăn hết đi nè, Phúc ơi. Hãy miệng ra, hãy miệng. Đúng nha. Mẹ quá đẹp cho con nha. Thôi khỏi mẹ. Học giỏi nha. Dạ, mẹ. Gì? Đừng có. Mẹ nhớ thủ tục không mẹ? Ừ. Đừng có mẹ. Mẹ con nói thầy là chút nữa gói cho con bọc rồi về. Dạ. Con ừ. Thử thử sao con. Con nói bụng quá. Ồ. Thương mẹ quá. Bây giờ con dựa vô vai mẹ đi. Chi vậy mẹ? Thì dựa vô đi. Con cái chân. Sao vậy mẹ? Đang làm gì đó? Con đang uống nước. Ôi, tưng quá trời luôn. Ăn chả giò không? Mẹ đang chiên nè. Trời, sao mẹ biết con thèm chả giò mấy bữa nay hả? Vậy hả? Dạ. Ngồi đi chờ mẹ chút xíu nha. Thương mẹ quá à. Thì trong nhà này, ngoài thằng Hạnh thì có ai đem lên đây? Đem đây làm cái gì? Chắc là nó muốn tôi chiều chiều lên đây uống trà, rồi ngắm nhìn hoa, tưởng tượng như mình đang ở trong một cái công viên mà toàn hoa không. Trời ơi, thằng Hạnh con tôi, nó tâm lý quá vậy trời. Hạnh ơi, Hạnh ơi. Đây là phòng ăn của gia đình. Biết bao nhiêu chuyện vui buồn diễn ra tại căn phòng này mẹ còn nhớ không? Con rồi Phúc, rồi vợ con rồi ba đã được thưởng thức những món ăn của mẹ nấu ở đây. Cái ghế này, chỗ hai mẹ con mình ngồi ăn thi với nhau. Biết bao nhiêu kỷ niệm hả mẹ? Cười lên đi mẹ, rất cười. Ba, ba là người phụ nữ tuyệt vời của tôi. Thank you.